Sáng nay, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân năm 2024. Đền tọa lạc tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, vị vua mở đầu cho 18 đời Hùng Vương dựng nước gắn với truyền thuyết con rồng cháu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tương truyền, Lạc Long Quân, tên húy là Sùng Lãm, hiệu là Sùng Hiền Vương. Ông là con trai thứ 9 của Kinh Dương Vương và Thần Long Nữ. Ông nổi tiếng là người tài giỏi, sức khỏe phi thường. Đặc biệt, ông có tài đi lại dưới nước như trên cạn. Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ, sinh ra một bọc trăm trứng, sau nở thành 110 con trai. Lạc Long Quân được xem là quốc tổ của dân tộc Việt Nam và được người đời sùng bái, tôn kính. Theo sử sách, khi chúa Trịnh Doanh cầm quân đi dẹp loạn ở Nam Định, qua khu vực Phố Hiến được quốc tổ Lạc Long Quân báo mộng lành rồi bách chiến bách thắng. Nhờ ơn công đức của quốc tổ, triều đình đã cho xây dựng đền thờ quốc tổ tại phường Lam Sơn ngày nay. Lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công đức của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Năm nay, lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như tế lễ, dâng hương và giao lưu văn nghệ. Lễ hội kết thúc vào ngày 15 tháng 4.